trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Tin tức gây xôn xao bàng hoàng và tá hỏa ngay tại Nhà Trắng của thủ đô Hoa Kỳ thưa quý vị. Thì lúc đầu là Tổng thống Nga Donald Trump đã thuyết ra và thông báo là nữ phụ tá Hopkins đã bị dương tính với COVID-19. Và ông nói là thật là kinh khủng. Ông và đệ nhất phu nhân là đang chờ kết quả thử COVID-19 thưa quý vị. Chúng ta thấy dòng tweet của Tổng thống Donald Trump ngay trên màn hình. Thì vào lúc tối thứ năm, đại tá bác sĩ Sean Carley của Nhà Trắng đã nhận được kết quả dương tính thưa quý vị. Và sau đó ông đã tới gặp Tổng thống Donald Trump và bà đệ nhất phu nhân Melania xin phép hai người để được thông báo rộng rãi cho báo chí. Thì chúng ta thấy rằng đây là một tin tức rất xấu cho Tổng thống Donald Trump và bà đệ nhất phu nhân, vì hai người đã ngay lập tức phải đi cách ly và nghỉ ngơi. Thì theo thông báo của Nhà Trắng và của đại tá bác sĩ Sean Carley, thì hai người hiện nay sức khỏe vẫn ổn, chưa có dấu hiệu hay triệu chứng gì nặng nề của COVID-19. Và được biết là ông vừa trở về từ New Jersey. Và theo tin tức báo chí cho biết thì hiện nay cả các nhân viên của Nhà Trắng đều bắt buộc phải đi thử nghiệm COVID-19 thưa quý vị. Và báo chí Hoa Kỳ hiện nay đang đăng tin rất rầm rộ, chẳng hạn như đài CNN đã lên bản tin tức thời thưa quý vị. Và bản tin của họ là vào lúc 1 giờ sáng giờ Washington DC, tức 12 giờ trưa giờ Việt Nam thưa quý vị. Thì đây là một cái tin mà có thể nói là gây rất chấn động xôn xao, vì liệu sức khỏe hoặc là tình trạng sức khỏe của đệ nhất phu nhân của Tổng thống Donald Trump có đảm bảo có đủ sức khỏe để mà điều hành đất nước, hay đủ sức khỏe để làm những việc khác, chẳng hạn như tranh luận với phó tổng thống Biden. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà người ta lo và người ta chờ đợi từ rất lâu, đó là Tổng thống Donald Trump sẽ bị quả báo vì cái tính gọi là coi thường COVID-19 thưa quý vị. Thì đây là một cái mà chủ đề có thể nói là rất nóng, rất là xôn xao ngay lúc này tại thủ đô Washington DC. Và chắc chắn những ngày tới, tin tức COVID-19 về hai nhân vật quyền lực nhất Hoa Kỳ sẽ được ồn ào, náo nhiệt và cập nhật hàng ngày thưa quý vị. Thì theo tin tức của báo chí họ nói rằng là Tổng thống Donald Trump khi mà nhận được tin bị dương tính COVID-19 thì có lẽ là ông không lấy gì làm vui thưa quý vị. Tin tức như tôi vừa nói đó là một phụ tá thân cận là cô Hopkins đã bị dương tính COVID-19. Thì chắc chắn những người rất thân cận của Tổng thống Donald Trump đã có thể bị dương tính COVID-19 thưa quý vị. Giống như là đã bị một nạn đại dịch tràn tới Nhà Trắng và sẽ không dừng ở đó. Thì báo chí họ cũng nói rằng là phía Nhà Trắng thường hay rêu rao rằng là được kiểm nghiệm về COVID-19 rất kỹ thưa quý vị, về kiểm tra thân nhiệt, về kiểm tra hàng tuần, rửa tay sát khuẩn, nói chung đủ thứ hết. Nói ra thì có vẻ nghiêm ngặt dữ dằn, nhưng mà trên thực tế thì đã có nhiều người đã nhiễm bệnh thưa quý vị. Những người mà thân cận với Tổng thống
chí có những người làm việc với Nhà Trắng, trong Nhà Trắng cũng đã bị dính bệnh Covid-19. Chẳng hạn như có một tài xế của Tổng thống Donald Trump đã bị dính Covid-19 từ những tháng trước, hoặc là những thiện nguyện viên trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump cũng đã bị dính Covid-19. Thì kỳ này quả là một cái cú sốc rất lớn đối với những người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ cho Phó Tổng thống Mike Pence, quý vị. Đó là tin tức tại vùng thủ đô Washington DC. Thì trong ngày cũng có một cái tin tức không lấy làm gì vui đối với dân chúng Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó là thông báo của hãng Moderna, là một hãng hàng đầu điều chế vaccine. Thì báo chí lâu nay loan tin rằng vaccine của Moderna sẽ ra đời trước ngày 30 tháng 11 2020. Thì công ty Moderna chính thức loan báo là không thể có vaccine trước ngày 3 tháng 11 2020, mà phải tới ít nhất là ngày 25 tháng 11 2020 mới có vaccine, thưa quý vị. Thì rõ ràng là hiện nay trong tay của Tổng thống Donald Trump chưa có vaccine nào cả, thưa quý vị. Ngoài một cái niềm hy vọng dựa vào công ty Moderna và công ty Johnson và Johnson, còn công ty Pfizer của Hoa Kỳ họ cho biết là phải tới đầu năm 2021 thì mới may ra có được vaccine, thưa quý vị. Thì đây là một cái tin tức mà phía Tổng thống Trump rất mong đợi có vaccine trước ngày bầu cử 30 tháng 11. Thì có lẽ không kịp, thưa quý vị. Có lẽ là vấn đề nói về Covid-19 thì phía Tổng thống Trump rất mong là có vaccine trước ngày 3 tháng 11 để mà quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên chúng ta thấy với hai tin tức rất xấu, đó là bản thân Tổng thống Donald Trump đã bị nhiễm Covid-19, thưa quý vị. Ở đây chúng tôi xin nói rõ, bị nhiễm Covid-19 thì tỷ lệ sống sót là 94% và tỷ lệ tử vong cao nhất là 6%, thưa quý vị. Đây là một cái bệnh mà có thể nói là có khả năng gây chết người.